công cơ sở với cán bộ công chức viên chức lên 1,8 triệu đồng, kinh phí lấy từ đâu? Vạch trần thủ đoạn lừa đảo kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Bị thôi việc, giám đốc người Anh kiện CGV Việt Nam đòi 5,8 tỷ đồng. Tăng lương cơ sở với cán bộ công chức viên chức lên 1,8 triệu đồng, kinh phí lấy từ đâu? Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Nghị định số 24 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Tại Điều 4 Nghị định số 24, Chính phủ quy định nguồn kinh phí để thực hiện việc tăng lương cơ sở. Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên trừ các khoản tiền lương phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ. Dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu phí được để lại theo chế độ quy định sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí. Theo đó, sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang nếu có. Thứ hai là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng 100% tiết kiệm chi thường xuyên trừ các khoản tiền lương phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ. Dự toán năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao. Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán không kể, thu tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định, thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, phí tham quan các khu di tích di sản thế giới, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản tại xã và thu tiền cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ giao. Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang nếu có. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập, sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023. Thứ ba, ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi đã thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. 4. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60 năm 2021 NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế Nghị định số 60 năm 2021 NĐ-CP mới có. Vạch trần thủ đoạn lừa đảo kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Thưa quý vị, kẻ giả danh công an lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng kỹ thuật giả mạo, thực hiện cuộc gọi có hình ảnh, giọng nói với kịch bản chi tiết, ý đồ, tình huống dựng sẵn để kích hoạt tài khoản. Sáng 24 tháng 6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần đây trên không gian mạng xuất hiện phương thức lừa đảo mới hết sức tinh vi. Các đối tượng lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng kỹ thuật deepfake giả mạo, thực hiện cuộc gọi có hình ảnh, giọng nói với kịch bản chi tiết, ý đồ, tình huống dựng sẵn. Khi đó, đối tượng lừa đảo sử dụng trang phục công an hoặc lực lượng chức năng khác, được lập trình khung cảnh ngồi tại phòng làm việc, có đầy đủ bảng tên phù hiệu. Quá trình tương tác, trao đổi, chúng thường sử dụng các thủ đoạn như sau: dùng câu từ, giọng điệu đanh thép lấn áp tâm lý hết sức chuyên nghiệp, bài bản nhằm đe dọa khủng bố tinh thần, hướng lái người nghe. Yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh căn cước công dân, nhìn thẳng nghiêng trái, nghiêng phải qua camera của điện thoại thông minh. Các đối tượng kết hợp dùng phần mềm hỗ trợ chuyển hình ảnh từ video call đến mức định danh điện tử KYC khi thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng. Ví điện tử online sẽ có một bước gọi là định danh cá nhân để kích hoạt tài khoản này. Bằng thủ đoạn này, kẻ xấu có thể tạo ra những tài khoản ngân hàng giả mạo nhưng lại được đăng ký bằng thông tin có thật mà chủ tài khoản không hề hay biết.
Các tài khoản giả mạo này được đối tượng sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, rửa tiền, nhận tiền lừa đảo từ các bị hại khác hoặc sử dụng thông tin khuôn mặt, số điện thoại của nạn nhân để vay nóng trên các ứng dụng vay trực tuyến tín dụng đen. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cảnh giác với cuộc gọi video yêu cầu thực hiện các hành động có dấu hiệu không bình thường như nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải, ngước lên, cúi xuống. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa xác định chính xác người yêu cầu. Đặc biệt là không thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định sẵn. Mọi cuộc gọi điện thoại đến tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan công an, kiểm sát, tòa án thông báo, yêu cầu phối hợp điều tra vụ án hình sự, giải quyết vụ việc vi phạm hành chính, chuyển tiền đảm bảo, đều là giả mạo và cần phải liên hệ, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Bị thôi việc, giám đốc người Anh kiện CGV Việt Nam đòi 5,8 tỷ đồng. Thưa quý vị, cho rằng CGV đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, ông Benedict Daniel Sullivan kiện đòi số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân TP.HCM thông tin, ngày 27 tháng 6 tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan, 60 tuổi, quốc tịch Anh, và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn CGV Việt Nam, gọi tắt là CGV Việt Nam, doanh nghiệp sở hữu cụm rạp chiếu phim lớn nhất cả nước. Theo đơn khởi kiện, ông Ben làm việc tại CGV Việt Nam trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Megastar từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 theo hợp đồng lao động với chức vụ giám đốc kinh doanh và tiếp thị. Khi công việc đang diễn ra bình thường, ngày 7 tháng 10 năm 2014, Tổng Giám đốc CGV Dong Won Kwak bất ngờ gửi thông báo tới toàn thể công ty về việc chuyển ông Ben sang vị trí quản lý tầng. Trong đơn kiện, ông Ben cho rằng quyết định điều chuyển đó khiến ông rơi vào tình trạng khủng hoảng về tinh thần, không đảm bảo sức khỏe làm việc. Vì vậy, ngày 17 tháng 12 năm 2014, ông Ben gửi thư cho Tổng Giám đốc Dong Won Kwak xin từ chức Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị từ ngày 19 tháng 1 năm 2015. Ngày 20 tháng 1 năm 2015, ông Ben bị buộc chấm dứt làm việc tại CGV Việt Nam mà không nhận được bất kỳ quyết định nào về việc chấm dứt hợp đồng lao động, ngoại trừ công văn về việc chi trả cuối cùng. Trong hợp đồng lao động ghi rõ, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, công ty phải thông báo cho người lao động trước 4 tháng. Vì vậy, bị đơn chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn là trái quy định pháp luật và vi phạm thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Ông Ben ghi trong đơn khởi kiện, từ những trình bày trên, ông Ben đề nghị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên buộc CGV Việt Nam phải thanh toán cho mình số tiền 5,86 tỷ đồng, bao gồm tiền lương, hoa hồng, bồi thường thiệt hại, tiền vé máy bay. Vụ án này, ông Ben khởi kiện từ năm 2015 và sau 8 năm thụ lý mới đưa ra xét xử.